Dạ, nặng xong rồi thấu một đi có gì lại đều lắm. Chứ em nói mặt sẽ làm chiều mình làm cảm thấy sao nó đỡ sẽ. Thì chị giữ đi, giữ đừng có để cho nó lên một bọt nữa. Đó là cách để cho nó đỡ sẹo đó. Sẹo đúng rồi đó. Cái gì mà sợ, có cái gì đâu. Không có gì đâu sợ bác. Không có bầu gì đúng không cô? Nhẹ nhàng lắm. Cha chị sao có khăn cho chủ rõ đẹp quá vậy. Kiến định cái màn ra luôn đi chứ. Có sát không? Có sát không? Căn lên trắng lịch thể xe. Thứ đó mà lên đi nó mấy cái da trắng là đẹp hơn cái da đen của cô thì nó đẹp. Cái cô thì nó cứ thun không thấy gì. Trời ơi, nhìn nước ngoài họ ghiền đi lắm chị. Vậy, à, kêu, ba em kêu, giảm stress đó. Ba thích coi này, coi này tự nhiên cảm giác mình thắng sướng. Ông không nói nữa, ba ghé ba kêu, hầu nói ngày mua ba cũng coi hết trơn. Chập gỡ gì cho ba xem đi, ba chị xem đi. Ừ, thấy rõ chưa? Cho ông ngoại xem video chính thức của con cháu ngoại luôn. Dạ đúng rồi chị. Thôi một câu nó không sẹo tới chị, một câu nó không sẹo. Do hắn nặng mới nói thôi. Chứ còn để bình thường là mụn câu nó mụn dưới da là chính không sẹo. Sợ mụn ngủ nó sẹo. Dạ đúng rồi. Mà bé là mụn chi em? Bé mụn dưới da chị này. Có lẽ anh có mụn mũ nữa. Chị cũng có thể là chị để lâu quá mới thành mụn mũ. Rồi chị mới dùng thuốc mới khô có mũ nữa nè. À đúng đó. Dùng mai thảo mộc đó. Dạ. Đang dùng mai thảo mộc đó hả? Ừ. Dạ, em biết rồi. Mặt đỏ trơn nữa. Kiến Hiền ơi, lại cua kèm kìa. Sát khuẩn cho bao đây. Cái bị nhé một đạo đen vô cho lá rồi đấy. Thì dạ. Không, có đen cũng không thấy bán đâu chị ngay chị. Nói chung là các hình ảnh mình cắt cái nách lỡ mà có dính thì cắt, chỉ quay cái khúc mà sắp mụn thôi. Chị nhìn vô trong video chị cũng không biết là con chị trong đó. Lấy ngồi máy chụp lần. Dạ. Còn chỗ chị cái phần da, cái chỗ máy nó không sáng thì mình
làm cái gì? Chị hả hay bác này? Thì dưỡng cây mà chị, vì chị không có chi để điều trị hết. Dạ. Chị chỉ có dùng mỹ phẩm cho sáng da ra thôi. Dạ, như còn cái chị kia thì chị có cái nám. Mà cái nám là bên em chữa được. Mà em mời. Cái chi mà bên em làm được hiệu quả và không tá lạ em mới mời. Chứ còn, nhưng mà riêng về nám là như đó. Chứ còn nám mà làm sao mà về tháng vài tháng sau tá lạ là em không làm đó. Cái mụn bào kia em nặng mới bị máu, chứ còn mấy cái mụn này em tạo miệng nhỏ lắm để em lái ra. Chứ rạch một cái thiệt bự cơ. Không? Không. Chị không cần làm chi vì em nói cho chị ngay này. Hiện trừ da bác đang rất là mỏng. Hắn dùng cái thuốc hắn đang rất là mỏng. Hạn chế. Chế dùng xong xong đồ vì xong sẽ mỏng da quá, ý nóm da đó vì dáng đang mỏng rồi, do khỏe thì làm được chứ còn bảo là nhà với Phúc súng lẫn rộng ràng dễ sợ. Thôi được rồi đó bác, được rồi. Cho nó thôi, vì còn cái kia không biết còn cái kia. Anh